Mình xin chào anh em, mình giới thiệu anh em một cây đàn dầu của Mỹ. Cái đàn này đàn gốm, cái bình thì phía dưới là gốm nè của Mỹ, còn ở đây là một cái kim loại bằng kim loại, nó không phải bằng thau nha, mà nó mạ niken, nó mạ niken. Giờ mình thấy cho nó đẹp thôi. Ở đây nó có một cái tên thương hiệu của nó nè, đó đàn dầu nè, làm nè. Cái ống này ống thủy tinh rất là đẹp. Cái cây này thì tổng trực diện chiều cao của nó được là khoảng tầm 32, gần 32 cm đó, gần 32 cm. Cái bầu dưới của nó là khoảng tầm được 10, 13, 14 cm. Còn cái bầu này nó được khoảng tầm 16 cm. Rất là đẹp. Ở đây nó có bầu thủy tinh như thế này nè, anh em dòm. Rất đẹp. Tại vì cái thủy tinh của nước ngoài người ta, anh em dòm á, nó sẽ rất là bóng trong. Còn cái thủy tinh mà về Việt Nam mình á, thì thủy tinh nó bị, nó mờ, nó đục lắm, nó làm không được đâu. Cái này không thể nào nhái được. Những anh em chơi cái đàn dầu thì anh em biết. Đó mình dặn lửa lên giữ xuống. Thì ở đây nó có dưới gốm nó có đóng chữ USA nè. Đó, đóng chữ USA dưới đáy này. Thì cái đàn này anh em nào có sưu tầm thì liên hệ mình. Cái đàn này thì decor trang trí quán xá cũng dễ. Đó, mình để dặn lớn cho anh em xem thử. Đàn để rất là đẹp, bên ngoài rất là đẹp, bên ngoài lớn lắm, bên ngoài rất là lớn, một gang tay của mình anh em dòm tỷ lệ bằng tay của mình. Thì vật thể anh em cứ dòm tỷ lệ, anh em thấy cái tay mình cầm thì biết ở ngoài nó sẽ lớn có mức độ nào. Đó, cúp điện thì cái đèn, tại nhờ cái bóng đèn nó có những cái vân khí như thế này nè, cái đèn mình nhìn nó lung linh lắm. Đó, nhìn nó lung linh rất là đẹp. Còn anh em thích thì anh em dặn nhỏ lại chút xíu. Để co quán cũng được, mình sử dụng cũng được, ở nhà mình để cúp điện mình sử dụng, mình sưu tầm cũng được. Tại vì bóng đèn của Mỹ nó cũng khá là hiếm có. Đó, anh em dặn nhỏ lại, còn anh em dặn luôn. Thì mình tưởng như là tắt vậy, nhưng mà dặn lên lại cháy lại nè. Đó. Rồi, xin chào anh em nào cần thì liên hệ mình.